Thưa quý vị, mở đầu là tin tức cho biết gần 4 triệu người Ukraine đã sang nước ngoài để tị nạn. Từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraine cho đến nay, đã có hơn 3.8 triệu người Ukraine rời đất nước ra nước ngoài để tị nạn. Và Ba Lan là quốc gia tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều nhất. Văn phòng cao ủy viên của Liên Hợp Quốc về người tị nạn, được viết tắt UNHCR vào hôm ngày 27 tháng 3 đã cho biết, từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraine cho đến nay, đã có hơn 3.8 triệu người Ukraine rời đất nước ra nước ngoài để tị nạn. Ba Lan là quốc gia tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều nhất với gần 2.260.000 người. Tiếp đến là Romania, Moldova và Hungary. Liên quan đến tình hình nhân đạo tại Ukraine, Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga vào hôm qua đã thông báo đã chuyển 350 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho vùng Donbass và các khu vực khác của Ukraine, gồm các mặt hàng, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Cho đến nay, Nga đã cung cấp khoảng 8.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.